Mọi người ơi, đây nè, mọi người ơi, bắt quả tang hai ca sĩ nổi tiếng của giới showbiz nè, ca nữ ca sĩ Hà Di, nữ ca sĩ Trương Thảo Nhi. Đây nè, đây nè. Xem chị vậy? Đúng rồi. 19 tháng 8 sinh nhật em. Đây, nhìn đây, bốn chai tan bột, bốn chai. Đây nha mọi người ơi, đây nha. Hai nữ ca sĩ nổi tiếng của giới showbiz nha. Thấy chưa, anh thấy cái túi này đang ấy là phải là gọi như túi thiết kế này mà đúng rồi. Đây nha, từng cho nhau nha mọi vị, bản nhạc nhòa nha. Đây nha, nữ ca sĩ. Cái này là anh Việt tặng mình nha mọi người. Nữ ca sĩ. Cháo chở, anh Việt cháo chở, anh Việt đổ lỗi. Đây nha, bốn chữ lắm nè nha, uống trà nha. Mọi người nghĩ đi, 19 tháng 8 là sinh nhật của em. Mà anh Việt nãy anh tặng chị Nhi mà, anh Việt lúc nãy tặng em. Mà tao nói bữa tao nói mày sao, chị cho. Anh Việt đã tặng chị em làm chứng đúng không? Mày xin đủ xí bụi đúng chưa? Đây đây, xíu xí bụi đây, đây đây đây. Có 2 chai à, 4 chai. Chỉ lấy 4 chai thôi. Từng cho nhau nè.